Mlamet Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mlamet Bình Dương nha. Thì bây giờ là 8 giờ 18 ngày 16 tháng 7 năm 2023. Thì Mlamet đang có mặt tại mộ của cậu Năm để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị nha. À em chào. Cô chào. Dạ dạ. Hôm nay thì có sư thầy đến viếng mộ, nhưng sư thầy này cũng đến vài lần rồi. Lần trước cũng có đến. Hồi còn rạp nha, thì bất ngờ hôm nay thầy đến nữa nha. Nói chung thầy ra cái dấu hiệu là không có ghi hình, cho nên mình cũng không có ghi hình. Sư thầy kêu đừng có ghi hình. Mình ghi hình từ xa thôi, không sao đâu. Đúng bé My. Ủa sao mệt? Sao nay mặc nguyên bộ đồ đen rồi? Sao để đen húi nữa? Sao cái nón màu trắng là giống cùng cứ khăn lặng. Đúng rồi, hình như là người ta hay nói. Đừng nói vậy. Mới mốt mà bận nguyên cái đồ đen là phải nón đen hay chưa? Sao anh không nói là giống thằng lằn mà lại là giống cứ thằng lằn kỳ vậy? Nó vui thôi. Nhưng mà đẹp mà. Đẹp không? Đẹp không? Ủa nãy sáng mặc áo khác đúng không? Áo đỏ đúng không? Hả? Áo khoác đỏ. À, áo khoác đỏ. Không mà nói vui có dặn không đó? Dặn tôi xóa clip. Em em không biết mà. Biết sao hồi đó trong công ty á là hai chồng anh cũng hai chồng vậy đó, ai mà đổi có nón trắng mà bọc nguyên mà đồ đen vậy đó, nói vui hay chứ không gì nha. Cái gì nữa vậy? Hồi không bé dễ thương quá à. Ở đây là khán giả ha, đến viếng mộ sớm. Thôi mình đứng tới phía sau đi, tại vì thầy không muốn ghi hình á. Hồi sáng này mới nhắc thầy luôn á. Anh trai anh có một cái hình xăm chữ phạn á, phía sau cổ em thấy không? Nó có ý nghĩa gì ta? Theo tín ngưỡng thôi. Sáng nay là do là chủ nhật cho nên rất là đông bà con cô bác đến viếng mộ của cậu Năm sáng nay. Đồ đó không vậy? Ở đây thì có rất là đông khán giả ha. Bữa nay là chủ nhật đúng không chồng? Rất là nhiều khán giả đến để viếng mộ của cậu Năm luôn nha chú anh chị ạ. Mình đi một mình đó. Đi qua đây mình. Dạ. Có ghi hình được. Dạ. Bữa nay thì chào quý vị ha. Dạ. Thầy có một số ý kiến như thế này ha. Dạ. Trước có một số hình ảnh của thầy mà được đăng tải ở trên này và thầy trả lời những cái câu hỏi mà liên quan tới sư cô, thì mấy anh em vừa quay. Dạ. Thì hoan hỷ xóa giúp thầy. Thứ hai là cái câu chuyện của thầy. Dạ quý vị con. Câu chuyện của thầy kể ở trên này là không phải là thầy bị phong nhập tại mộ nghệ sĩ Tuấn Linh. Anh em nào đăng video đó nói thầy bị nhập tại mộ của nghệ sĩ Vũ Linh, dạ hoan hỷ xóa ngay lập tức cho thầy. Dạ. Tại vì nội dung nó không đúng với sự thật. Dạ. Thầy chỉ kể cho mọi người nghe mà mọi người không thể nào mà đăng bài là thầy đang bị nhập ở trên mộ nghệ sĩ Vũ Linh được. Dạ. Đấy, có những cái video đó nó rất là phản cảm đối với. Dạ. Cho nên là thầy rất mong muốn là mấy anh em mà thương thầy
thì hãy xóa ngay lập tức để những cái video đó. Đặc biệt cái video là nói thầy là thầy đang kể một cái câu chuyện là thầy trước khi thầy đi tu là thầy bị bong dựa, chứ thầy không hề lên nghệ sĩ Vũ Linh lên đây mà bị bong dựa tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Dạ. Chúng ta làm nghề thì chúng ta cũng phải có một cái tâm với nghề. Dạ. Chứ không phải mà để cái nội dung sai. Dạ. Đó. Và hôm trước thầy cũng đã nói, là đừng ghi hình ảnh mà gọi là ghi sai. Dạ. Sai cái nội dung thì mọi người sẽ nghĩ sai về thầy. Dạ. Đó. Cho nên là đây mất có mấy anh em mà đúng không? Dạ. Đó thì hôm trước không biết mọi người có quay nhiều hay không, nhưng mà thấy quay rất nhiều, và những cái kênh này thầy không biết tên, nhưng mà thầy nhờ quý vị là nếu như có gặp những anh đó, anh nào đăng thì xin thầy thương thầy xóa giúp thầy. Dạ. Tại vì cái nội dung nó không đúng. Dạ. Không đăng bài sửa cái chủ đề nó không đúng, cho nên là xóa hẳn cái video. Đó, xóa hẳn cái video cho thầy. Dạ. Rồi, Phật. Rồi đúng, cũng quan hệ cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Rồi, cảm ơn thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe nha. Dạ. Tại vì cái nội dung nó không đúng. Nội dung không đúng mà nó. Đó thì hôm nay thì thầy cũng đến cũng nói chung là quan hỷ là xin mọi người là xóa những cái video mà trước đây thầy chia sẻ tại mộ của cậu Năm lúc mà còn rạp á. Thì cũng có những cái nói chung là đối với 15 ếch thì nội dung sao tiêu đề để vậy, chứ không có mà đặt sai lệch sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất là khó lường luôn. Cho nên mình khi mà tạo kênh ngay từ đầu thì cũng đã gọi là đưa ra những cái mà quy tắc, đó chính là nội dung sao thì tiêu đề để vậy, không được bóp méo ha. Thì khi mà chúng ta bóp méo sai sự thật thì sẽ gây một cái ảnh hưởng rất là lớn luôn. Tại vì truyền thông YouTube mà nó cũng có hai mặt, mặt lợi và mặt hại đó. Thì nói chung là chia sẻ cái gì thì cũng chính xác đó. Thì đối với hôm nay thì sư thầy đến là muốn chia sẻ cho những cái các anh em YouTuber khác, nếu mà chúng ta có mà để cái tựa đề mà sai sự thật như vậy thì chúng ta nên xóa ngay lập tức luôn. Đó. Những ai mà đã ghi hình thầy thì thầy mong rằng quan hỷ xóa giùm thầy ha. Đó. Đây là toàn cảnh mộ của cậu Năm sáng nay. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.